Rồi, xe 93 các bạn ơi. Rồi, hôm nay mình quay chiếc 93 này ở Đồng Tháp chạy đồng xuống nha các bạn. Nãy mình hỏi thì mấy anh nói ở trên Đồng Tháp chạy đồng chạy 2 cây các bạn, cây 93, cây 70. Cầu lúa thấy cũng lớn lắm nha các bạn ơi, cũng dài lắm. Rồi, các bạn xem. Xe 93 này mua của công ty Tấn Khoa các bạn, thấy có để chữ Tấn Khoa này. Và sử dụng cho xe tiên uống luôn các bạn ơi, quá đã luôn. Gặp thứ này không quá sướng, tốt luôn đó các bạn. Quay đăng lên mạng chơi gì đó. Ừ. Xuyên mới làm được vậy nè. Không thiệt, quay đăng lên mạng thiệt chứ. À, còn chở lúa nè các bạn, lớn lắm nè. Có 2 người à. Chở ghê lắm không? Cầu lớn lắm các bạn ơi, chở cũng nhiều lắm à. Mấy cái đầu hơi sập đó các bạn. Sập xuống nha. Ừ, tới đó chắc cái đường mương nữa quá. Ồ, đường mương nữa. Vậy là phải chẻ nữa các bạn ạ. Thank you.
gãy cái đi kìa. À mệt quá ha. Đẩy đi cái ngốc ngốc ngốc. Ồ mà nghiêng bên luôn. Nhớ phập đường mương hay gì. Xa lắm luôn các bạn thấy không? Cái đường mương mới nó hay nghiêng các bạn ha. Quá trời bụi luôn rồi kìa, hết hồn luôn các bạn ơi. Giáp min mà thường thường vậy, giáp min bụi dữ lắm luôn, hết hồn, bụi nó bay kìa các bạn ha. Chế vậy cũng hổn lắm à, nói ghê các bạn.